anh đi tập đi nha. Con đi từ từ thôi. Con nhìn về phía trước á. Một ngày cũng anh đi một lần như thế này cho khoảng tiếng. Lúc trước thì hay đi lắm mà dạo này Covid nên là quốc anh cũng phải ở nhà luôn. Rồi. Con cứ đi đi. Đó, đây là khu nhà của anh ở nha. Hôm nay chiều mát nè, cho nên mới cho đi đi giờ này, chứ mọi ngày là Quốc Anh đi vào buổi sáng. Hôm nay là đi đỡ rồi, hai cái chân của con gót đừng chạm vào với nhau. Đúng rồi, con chỉnh lại cái chân, đi từ từ thôi. Cố lên. Con cứ đi đi. Mấy phút thì được hả con? Ôi đi một vòng quá mẹ quay đến chừng nào? Được à, được rồi, cứ qua qua khúc này đi rồi mẹ tắt nhá. Rồi đi đi, hai mẹ con mình cùng đi nhá. Quay cho một lúc nữa. Cô ăn đi khá là nhanh, đi nhanh ngang với mẹ luôn. Đi từ từ không có ngã con ơi. Con đi từ từ không có con ngã đấy. Rồi 4 phút rồi thôi nhá. Rồi chào mọi người để Quốc Anh đi tiếp nhá. Vướng cái xe kìa con, né ra. Có cần mẹ phải hỗ trợ qua đây không? Con nhìn xuống dưới nền đi, không có té. Cố lên. Rồi được rồi.
Nhìn đường á, đừng có nhìn mẹ. Hả? Rồi sắp đi được một vòng rồi. Đi qua thì con nhìn xuống đường, nhìn xuống đường. Cố gắng lên. Rồi vòng sắp được một về đến nhà rồi. Vã hết mồ hôi ra rồi. Quay cảnh hả? Đây, toàn là cây không à? Dung á. À, dung lại rồi. Đấy, chỗ mẹ dung nó đâu mất tiêu luôn rồi. Đó. Rồi, được rồi, được chưa? Rồi.